Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, thời gian gần đây có rất nhiều bộ phim Hàn Quốc hay và hấp dẫn được lên sóng Để không bỏ lỡ những bộ phim hay nhất, hãy cùng chúng mình theo dõi video sau đây nhé Bộ phim đầu tiên, Hẹn hò trốn công sở Shin Hari là nhân viên của một công ty thực phẩm Cô đã độc thân trong một thời gian dài và đã phải lòng người bạn của mình trong nhiều năm khi biết rằng anh ấy đã có bạn gái, cô ấy vô cùng buồn bã và tìm tới bạn của mình là Chi Yong Seo để tâm sự. Yong Seo đóng đã đề nghị Harry thay mặt cô tới dự một buổi hẹn hò. Xin Harry Kim Se trong thủ vai chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Điều bất ngờ là khi đến buổi hẹn hò, cô phát hiện đối tượng hẹn hò số mặt của cô ấy là Kang Tae Mu, An hiệu Sop đảm nhận, giám đốc điều hành của công ty cô ấy đang làm việc. Kang Tae Mu là giám đốc điều hành của một công ty, một ngày nọ, ông của anh ấy thông báo cho anh về một buổi hẹn hò mà ông đã sắp đặt từ trước. Kang Tae Mu là một người nghiện công việc và anh cảm thấy khó chịu khi bị ông nội sắp đặt những cuộc hẹn hò xem mắt. Vậy là anh đã quyết định kết hôn với người phụ nữ mà anh gặp trong buổi hẹn hò để không bị quấy rầy công việc nữa. Vào ngày hôm sau, Shin Hari nhận được điện thoại từ Kang Tae Mu và anh yêu cầu cô kết hôn với anh ấy. Bộ phim thứ hai, dự báo tình yêu và thời tiết, Tại một dịch vụ thời tiết quốc gia, tình yêu cũng khó đoán như chuyện mưa nắng đối với một nhân viên dự báo thời tiết siêng năng và anh chàng đồng nghiệp phóng khoáng. Dự báo tình yêu và thời tiết kể về những người làm việc tại Cục Khí tượng Hàn Quốc, Jin ha Kyung, người có quyết tâm rằng sẽ không có tình yêu tại nơi làm việc sau khi cô ấy trải qua một cuộc chia tay tàn khốc. Nhưng hóa ra cô ấy lại có mối quan hệ với Lee si Hu, một thành viên mới của đội có vẻ ngoài khác lạ, bởi nhưng lại rất thu hút theo phong cách riêng của anh ấy. Trong phim Bắc Minh Yong vào vai cô nàng khó tính Chin Ha Kyung, còn Song Kang vào vai trang phóng viên yêu tự do Lee Siu. Cả hai có điểm chung là đều từng thất bại trong tình yêu, vậy nhưng vẫn hết mình vì công việc tại Cục Khí tượng Hàn Quốc. Cùng nhau, cả hai sẽ mang tới câu chuyện tình yêu công sở hồi hộp vậy nhưng cũng rất lãng mạn. Bộ phim thứ ba, tuổi 25, tuổi 21 Tại thời điểm mà những ước mơ dường như xa tầm với, một kiếm sĩ tuổi tin theo đuổi những hoài bão lớn và gặp một chàng trai chăm chỉ đang tìm cách làm lại cuộc đời. Tuổi 25, tuổi 21 kể về cuộc đời của những thanh thiếu niên lạc lối trong kỳ nguyên của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1998, cũng như câu chuyện về cuộc sống chạy trốn và sự trưởng thành của họ. Họ gặp nhau lần đầu khi 22 và 28 tuổi, trong khi bây giờ họ đã 25 và 21, một danh giới mỏng manh giữa mối tình đầu dễ rung động và tình bạn ấm áp. Bộ phim sẽ là câu chuyện về tình yêu tươi sáng và sự trưởng thành bao gồm hóa học và những khó khăn mà nhóm 5 người phải đối mặt. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên bao gồm Kim Terry, Nam siêu Húc, Bona, Choi Hyo Húc. Bộ phim thứ 4, Mùa hè dấu yêu của chúng ta Nội dung phim Mùa hè dấu yêu của chúng ta là câu chuyện hài lãng mạn, miêu tả những cảm xúc phức tạp của một cặp đôi đã chia tay. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu họ quay cách đây 10 năm ở trường trung học, đột nhiên trở nên nổi tiếng khiến họ bất đắc sĩ bị kéo đến trước ống kính cùng nhau. Nhờ điều này mà cả hai một lần nữa vướng vào nhau. Cúc Chon Su, Kim Dami thủ vai là một chuyên gia quan hệ công chúng theo chủ nghĩa thực tế. Cúc Chon Su đã luôn được nhất toàn trường trong suốt thời đi học và trở thành người của công chúng được mọi người yêu mến mỗi khi cô xuất hiện. Cô cũng là một người có tính cách táo bạo và không ngại khó, ngại khổ để tìm kiếm sự thành công. Cô là một người trưởng thành với những vết sẹo trong tâm hồn, cuộc sống trông rỗng và những cũng để khắc nghiệt. Khi gặp lại người yêu cũ Choi Ung, Choi Ung xích thu vai với tư cách là một đối tác kinh doanh, cảm xúc của cô bắt đầu dao động. Choi Ung là một họa sĩ có tinh thần tự do, anh là người không có ước mơ đúng đắn và quen sống ẩn mình. Choi Ung phải đối mặt với những cảm xúc khác nhau khi gặp lại Cúc Son Su. Bộ phim thứ năm, Sao Trách, No One đây là một bộ phim ca nhạc dài 4 tập xoay quanh một cặp bạn thân lâu năm và những người bạn yêu âm nhạc, cuối cùng sống chung với nhau trong hai tuần sau những tình huống bất ngờ. Khi cặp đôi dành nhiều thời gian hơn cho nhau, họ bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình khi ranh giới giữa bạn bè và người yêu ngày càng trở nên mờ nhạt. Trong phim, Han Su Hee và Park Hyun Sik đã vào vai hai người bạn đã thân thiết với nhau trong suốt 20 năm. Vậy nhưng họ chỉ nhận ra tình cảm thật sau hai tuần chung sống. Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng họ cũng nhận ra đối phương chính là chân ái của mình. Lên sóng vào tháng 3 năm 2022, sau chốc một dự kiến sẽ mang tới những giây phút giải trí ngọt ngào, nhẹ nhàng và vô cùng lãng mạn cho người xem. Chúng mình học phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!